chào mọi người quay trở lại kênh YouTube của Alpha Computer. Nếu như mà trước đây các bạn nghe đến laptop của Gigabyte còn cảm thấy lạ lẫm, thì sau hơn một năm ra mắt, laptop của Gigabyte dần đang có chỗ đứng trên thị trường và cực kỳ hot đối với các bạn học sinh, sinh viên. Bởi vì mức giá rẻ nhưng cấu hình và ngoại hình thì không hề thua kém các sản phẩm khác cùng phân khúc một chút nào cả. Và với hơn 21 triệu đồng, các bạn sẽ được sở hữu laptop Gigabyte G5 được trang bị RTX 3050 Ti. Có lẽ vì hướng đến đối tượng người dùng là các bạn trẻ cần sự linh hoạt hay di chuyển nhiều, thế nên cân nặng của Gigabyte G5 không quá nặng, chỉ khoảng là 2,2 kg, vỏ ngoài thì làm hoàn toàn bằng nhựa với một màu đen duy nhất bao phủ toàn bộ máy và logo có chữ Gigabyte ở chính giữa. Thiết kế vỏ nhựa này của Gigabyte vừa có tác dụng giúp máy nhẹ hơn, vừa cho khả năng thoát nhiệt tốt hơn và quan trọng là mang đến một mức giá hợp lý nhưng chất lượng hoàn thiện vẫn cực kỳ ổn, khá là chắc chắn. Về phần thiết kế nói chung vẫn rất là đơn giản, chưa có gì khác biệt so với những phiên bản trước đó. Nếu như mà có mong muốn thay đổi gì từ Giga thì cá nhân mình mong muốn là hãng sẽ làm máy mỏng đi một chút, vì xu hướng của laptop gaming hiện nay thì càng ngày sẽ càng mỏng và nhẹ. Thì đây sẽ là một mẫu laptop gaming, thế nên màn hình này cũng sẽ được thiết kế để giúp các bạn có nhiều lợi thế hơn khi mà chơi game. Chúng ta sẽ có 15,6 inch Full HD IPS và đặc biệt điểm sáng trên chiếc màn hình này chính là tần số quét 144Hz. Với 144Hz thì sẽ hạn chế tối đa tình trạng giật lag hay là xé hình khi mà nhân vật có các chuyển động nhanh này, sẽ giúp các bạn phản ứng nhanh chóng khi mà chơi game, không bỏ qua bất cứ chuyển động nào trong game cả, nhất là các tựa game về bắn súng hay là các tựa game eSport. Ba cạnh viền thì mỏng, cạnh trên có trang bị webcam rất là phù hợp cho các bạn học sinh, sinh viên phục vụ việc học online. Màn hình này thì sẽ là màn hình LCD chống chói 72% NTSC, sẽ cho chất lượng hình ảnh khá là đẹp, màu sắc thì cực kỳ tươi tắn. Thế nên là ngoài chơi game ra thì việc có thể phục vụ học tập và giải trí cơ bản như là nghe nhạc và xem phim thì hoàn toàn có thể được. So với phiên bản cũ thì ở phiên bản mới này giá tiền rẻ hơn nhưng cấu hình lại được nâng cấp hơn. Cấu hình này thì chơi game cực kỳ tốt trên độ phân giải Full HD với Intel Core i5-11400H, 16GB RAM nhưng có thể nâng cấp tối đa là 64GB, 512GB SSD và NVIDIA RTX 3050 Ti. Với 3050 Ti thì chắc chắn hiệu năng sẽ ổn hơn rất là nhiều so với phiên bản 3050 trước đó. Về game thì Alphard có test 3 tựa game ở mức max setting, đó chính là LOL, Dota 2, CSGO đều có mức FPS cực kỳ ổn định. Ở phần test thì các bạn cũng có thể thấy được, đó chính là nhiệt độ không phải là vấn đề quá lớn khi các bạn chơi game trong một thời gian dài. Gigabyte G5 thì sẽ trang bị hệ thống làm mát với tên gọi là WinForge mới nhất, sẽ gồm 2 quạt và 4 ống dẫn nhiệt được bố trí bên trong máy. Trong đó thì sẽ có 2 ống dẫn nhiệt chuyên dụng cho CPU và GPU, 3 lỗ thoát khí và cửa hút lớn phía bên hông máy cho luồng khí lưu thông rất là hiệu quả. Cả CPU và GPU thì sẽ luôn thể hiện được hết công suất, đó chính là 100%, khá là ổn định khi mà các bạn không lo là bị máy khi bị lag và bị giật. Về phần bàn phím thì đây sẽ là bàn phím tiêu chuẩn, có tích hợp bàn phím số, hành trình phím sâu, khoảng cách giữa các phím hợp lý. LED mặc định ở bàn phím thì sẽ là LED đơn sắc và các bạn hoàn toàn có thể điều chỉnh sang LED RGB theo ý thích bằng phần mềm có sẵn của Gigabyte. Phần cổng kết nối thì vẫn giữ nguyên thiết kế của những thế hệ trước, đầy đủ xung quanh máy. Đằng sau thì chúng ta sẽ có là cổng mini DisplayPort, cổng HDMI để các bạn có thể dùng để xuất ra một màn hình rời để sử dụng cực kỳ thuận tiện. Cổng mạng LAN RJ45. Bên cạnh phải sẽ có khe thẻ SD này,
một cổng USB Type-C, một cổng USB Type-A. Bên trái thì sẽ có là một cổng USB Type-A, một cổng USB 2.0, một jack tai nghe và một jack dành cho micro. Ngoài các cổng kết nối có dây thì khi không có dây, kết nối mạng, kết nối Wi-Fi 6 không dây cũng sẽ hoạt động rất là mạnh, cho kết nối mạng nhanh chóng và ổn định để không làm gián đoạn khi mà các bạn chơi game. Tổng kết lại thì với hơn 21 triệu đồng mà các bạn có cả RTX 3050 Ti thì sẽ có một cấu hình xứng đáng để chiến được mọi tựa game, thiết kế rất là chắc chắn, nhẹ, linh hoạt cao, nếu mỏng đi một chút thì có thể coi gần như là hoàn hảo. Thì đường link sản phẩm cũng như là các chương trình khuyến mại khác mình cũng sẽ để ngay dưới phần mô tả cho mọi người có thể click vào nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những video sau.